phát tài thật rồi. Phát tài thật rồi, mọi người không phải đói nữa. Thôi mau lên đi. Không xong rồi. Thái lão phu nhân không phải là khách mà là trộm. Người đâu? Người đâu? Ôi à. Xin lỗi nha. Bên trong này. Nhanh lên, nhanh lên. Liễu Thanh, mau đi tìm Tử Di Kim Tỏa, chúng ta mau đi. Đi. Không được, không được, không được. Quân lính đuổi tới rồi. Bên kia, chạy qua bên kia. Đi. Wow. Đứng lại. Tiểu Yên Tử, mày đi trước đi. Để ta và Liễu Hồng chặn họ lại. Mau. Cẩn thận nha. Đứng lại. Biết không thì trả ra, ta sẽ cho thấy sự lợi hại của ta. Cho ngươi một cái. Trời ơi, người đâu? Ai? Thử lại. Dám mạo hiểm thái lão phu nhân của bọn ta, ta sẽ cho các người biết tay. Tiểu thư, thôi đi mà tiểu thư. Tiểu thư, mình đi thôi. Tiểu thư đi thôi. Các người còn muốn làm gì nữa? Để đâu chứ? Quay lại. Không đi. Kim Tỏa. Tiểu thư, Kim Tỏa. Ê, quay lại đây. Sao rồi, gặp được ông ấy chưa? Có nói chuyện chưa? Không có thời gian nói. Tiểu thư bị Lương Xuân bắt đi rồi. Nè, quay lại đây đi mà. Đi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu Yên Tử, chạy mau đi. Đi. Bọn chúng một phen, bỏ bắt hết bọn chúng này cho ta. Không được để sót một ai. Thái lão phu nhân, tên này dám nói chúng ta là kẻ cướp, bây giờ xử hắn sao đây? Lương Xuân à, ngươi giỏi lắm, còn dám vô lễ với tổ mẫu của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tên Lương Xuân kia, ngươi dám hy như nhà của ngươi. Khiến mấy người chạy làm tới chết còn ăn uống say sưa. Ta cho ngươi thấy bà lão ô lạp nạp lạc này xử lý ngươi ra sao. Sống lên cho ta, sống lên đi. Sống lên. Bắt lại cho ta, bắt lại. Cẩn thận. Ba. Ngân lượng của ta. Trời ơi, cô này nại lão tổ tông, đừng có thành công cốc luôn đó. Cô tưởng đeo vô người làm được nhiều lắm rồi, bây giờ làm rớt gần hết rồi. Vậy là coi như công cốc. Trời đất ơi, bắt lại cho ta. Bắt lại đi, mau lên. Tên tham quan, ngươi đã dùng danh nghĩa lễ mừng thọ để tham ô mà biếu. Số vàng bạc này ai cần thì cứ lấy đi. Lấy đi. Ugh!
Đi. Đứng lại. Đứng lại. Lùi lại. Thu thập ngay rồi, thu thập ngay rồi. Các người hãy vào coi, vào mà suy tâm đó của bổn cô nương. Chỉ cần dính trúng, thân người sẽ bị rỉ máu, chết ngay tại chỗ. Xuống đầu cây. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chứ không có sao, cái gì vậy đây? Đi mau. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, là cái gì vậy? Mau, mau, mau bắt bọn chúng lại cho ta. Ngân lượng của ta, ngân lượng. Trái trà, trái trà, trái trà đi. Trái trà, trái trà. Trái trà, trái trà. Trái trà đi, trái trà đi. Tự Nhi, bên này, bên này. Mau, 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 mau. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Không cần chạy nữa, ở đây an toàn rồi. Quynh à, chúng ta không cần cải trang nữa. Quynh bỏ bộ đồ đó đi. Ờ. Ô lạp đạp lạp bà, có thể đi đường rồi. Wow. Tại sao khi cô xuất hiện lại kinh thiên động địa như vậy? Làm tôi sợ quá. Chỉ tiếc là số ngân lượng đó, nếu lọt vào tay chúng ta sẽ đủ cho mọi người ở đại tạp viện chúng ta sống thảnh thơi rồi. Ta thiệt là ngốc mà. Chỉ có mấy người mà đánh bại bọn người đông như vậy đã hay lắm rồi. Bọn họ bị một trận tơi bời qua lá. So với tình huống bởi chặn kiệu lần này quá tốt. Nè, tơi bời qua lá nghĩa là gì vậy hả? Nó có nghĩa là bọn họ bị một trận tơi bời như hoa rụng, thất bại thê thảm, đi mà không về. Ý nói chúng ta lợi hại. Tơi bời qua lá. Ta học được thêm một câu. Lợi hại, đương nhiên là ta lợi hại. Nhưng mà cũng thường bị thua. Nè. Nè, ta cũng đâu trở về tay không. Mọi người nhìn nè, nhìn nè. Ê, còn hai người có lấy được gì không? Lo đánh bọn họ phụ lão tổ tông còn không kịp, thời gian đâu lấy đồ chứ. Có ai lại lấy cả bao bạc để làm vũ khí không? Chỉ có mấy tên khách là có lợi. Ê, nhưng chúng ta được đánh một trận đá ghiền, lễ mừng thọ của ông ta cũng bị một trận náo loạn nhớ đời, coi như đã trả thù rồi. Ê, huống chi vẫn còn sót lại một ngân lượng nè. Được đó chứ. Tối nay chúng ta mua chút thịt rồi đem về cho đại tạp viện. Ê, có tiền trả tiền thuê bình hoa giả rồi, tiền thuê bộ tóc giả và bộ đồ để quá trang bà lão nữa. Mình còn trả đều cho bên đoàn hát luôn. Tên Lương đại nhân đó chắc chắn bây giờ cái mặt đang sưng lên như cái đầu heo luộc. Và đám quân lính ngu ngốc kia khi bị dính bột mì của chúng ta sợ tới mức run lẩy bẩy luôn. Thiệt là mất cười chết đi được. Hả? Món bột đoạt mệnh mà cô đã dùng hóa ra là bột mì hả? Đúng đó. Ê, vậy tại sao nó lại có màu hồng? Cái đó là do Tiểu Yến Tử dùng tà ảo thuật. Chứ nếu thuốc độc thiệt thì chúng ta tới cứu chảy máu rồi. Nè hai người, đừng nên đi tìm ông Lương đại nhân đó nữa. Ông ấy không giúp được gì đâu, nên tìm một người khác đi. Chúng tôi phải đi đây, còn phải mau tới đoàn hát để trả đồ cho họ. Chúc hai người luôn được thuận lợi. Tạm biệt. Đi. Đúng là một cô nương cởi mở tới kỳ lạ. Nửa tháng sau. Cáo thị tìm được có thưởng đại đại lão thái bà 5.000 lượng. Ê, tiểu thư nhìn kìa, có cáo thị. Xấu quá, bức hình không giống một chút nào cả. Đúng đó. Hay quá. Hay lắm. Tiểu thư, chúng ta qua bên đó coi có chuyện gì đi. Hay lắm. Tốt lắm.
Tiểu thư, nhìn kìa, các huynh đệ Tiểu Yến Tử, họ đang đánh trống gõ chiêng đằng kia kìa. Hay, hay quá. Hay, hay quá. Hay, hay quá. Tốt. Hay, hay quá. Hay, hay quá. Hay lắm. Hay, hay quá. Hay, hay quá. Tốt. Hay, hay lắm, hay lắm. Tại hạ họ Liễu tên Thanh. Liễu Thanh. Tới từ Sơn Đông. Đây là tiểu muội của ta Liễu Hồng. Liễu Hồng. Huynh muội chúng tôi cùng theo cha tới Bắc Kinh buôn bán, không ngờ bị thua lỗ sạch vốn, phụ thân cũng lâm trọng bệnh. Tại hạ Liễu Hồng xin phép được gửi lời thỉnh an tới các vị. Sau khi phụ thân qua đời, cuộc sống của huynh đệ chúng tôi suy sụp, lưu lạc tới Bắc Kinh, được quen biết Tiểu Yến Tử và quen được một nhóm người còn đáng thương hơn huynh đệ chúng tôi, chọn dịp biểu diễn làm kế sinh nhai. Sức mong các vị lão gia thiếu gia, cô nương đại thẩm, nếu có tiền ủng hộ tiền, nếu không thuận tiện ủng hộ tinh thần. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ, đa tạ. Đa tạ. Xin đa tạ. Thôi đi, đi, đi. Thôi đi, thôi đi. Đi, đi, đi. Đi, đi, thôi, đi, thôi. Đa tạ. Đa tạ. Đi thôi, đi thôi. Đa tạ, đa tạ. Nè, nè, nè. Nè. Nè, xin mọi người đừng đi, chúng tôi vẫn còn nhiều tiết mục nữa. À, đây, 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 đây. Tới đây, tới đây. Mời tới đây. Còn nữa, còn nữa. Tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây. Tới con, tới con đây. Chim én bay, tiếng côn trùng gáy, bướm bướm lượn và chó sủa vang. Cua trống chiên chào đón mùa xuân sang. Tới con đây. Thành Bắc Kinh thật quyên náo, tường đỏ ngói xanh đẹp biết bao, mọi người luôn niềm nở với nhau. Tới con đây. Trèo nâng cao, dựa bể sau, không biết cha mẹ ở nơi đâu. Tới con đây. Không có mẹ, không có cha, chỉ có tỷ như mẹ hiền quá. Tới con đây. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi lên tìm, tìm lão hổ, Nhưng chẳng gặp hổ đâu. Chỉ gặp chú sóc nào. Tới con đây. Bây giờ con làm cái gì đây? Thương quá. Các vị, những đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chúng nó cùng sống với chúng tôi trong đại tạp viện. Nếu các vị có thiện tâm, xin hãy ra tay giúp đỡ chúng tôi. Đa tạ mọi người. Đa tạ. Ê, tiểu thư, số tiền còn lại của chúng ta sợ không đủ để trả tiền phòng đó. Thấy hoàn cảnh mấy đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, ta đâu thể làm ngơ được. Thật không ngờ Tiểu Yến Tử còn phải chăm sóc một đám trẻ mồ côi như vậy. Ta không thể nào khoanh tay làm ngơ cho được. Đa tạ. Xin đa tạ. Đa tạ. Nè, cho tôi góp một chút. Dẫn mấy đứa trẻ đó đi ăn một bữa no nê. Đa tạ cô nương. Không có gì đâu. Đa tạ. Đa tạ. Hay quá. Bổn cô nương còn tiết mục hay hơn. Chờ nha. Hay quá. Các vị khán giả, nhớ tuyệt đối đừng chớp mắt nha. Đây. Hay lắm. Đa tạ. Xin các vị đừng chớp mắt nha, vẫn còn nữa. Hay. Đa tạ. Hay. Tên trộm chạy đi đâu? Có chuyện gì vậy? Tay nải của ta đã bị kẻ trộm lấy mất rồi. Ba đuổi theo. Tay nải của ta, trả lại đây. Chuyện gì vậy? Phải lượm mau lên đi, làm cực lắm đó. Nhanh lên. Trời ơi, cái gì vậy?
Mau đưa tay nãy cho ta. Tên trộm to gan còn dám ra tay với khán giả của ta, coi đi. Nếu cô muốn lấy đồ thì cũng phải con người chứ. Lấy của quan tham sẽ là anh hùng, còn lấy của mấy cô nương thì ngươi chẳng ra gì. Ta sẽ cho ngươi một trận. Chạy đi đâu. Cho chừa. Bỏ đồ lại đó. Nữ hiệp, đa tạ cô đã lấy tay nãy cho tôi. Nếu như tay nãy bị mất chắc là tôi không sống nổi đâu. Nghiêm trọng như vậy sao? Trong này có bao nhiêu vàng bạc châu báu? Cô mau kiểm tra lại thử coi, coi có bị đánh tráo hay không. Tạ ơn trời Phật, mọi thứ đều còn đủ. Không có châu báu mà chỉ là một bức tranh cũ. Tôi đâu có biết. Chưa biết tôi đã không đuổi theo hắn rồi. Khỏi phải tốn công tốn sức. Cô không biết đâu. Cái này giống như tính mạng của tiểu thư còn quý hơn cả vàng bạc châu báu nữa. Đa tạ cô nương lúc nãy có lòng tặng ngân lượng. Không có gì đâu. Bây giờ lấy lại bức tranh này cho cô, coi như sự đền ơn. Được rồi, lấy được đồ coi như là tốt rồi. Còn mấy đứa trẻ vẫn đang chờ ngoài kia, chúng ta nên quay về đi. Ê, trời ơi, mùi quên bắt mấy đứa trẻ luôn. Mau 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 mau, đi thôi. Đa tạ các vị. Mấy lần được gặp hai cô nương, lần nào cũng vui hết. Hai cô có muốn cùng chúng tôi về đại tập viện chơi không? Tới con đây, tới con đây. Tới đây cưỡi lừa và bạch mã. Nhưng không có lừa không có bạch mã, đành phải cưỡi trên một chú gà. Con bé này lúc đã trên sân khấu thì không thuộc, bây giờ thì lại. Hey, ta biến thành chú gà của con rồi hả? Mau xuống, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Về rồi, về rồi. Về nhà thôi. Về rồi, về rồi. Về nhà rồi. Về rồi. Tiểu Yến Tử về rồi hả? Xuống nha. Mọi người không biết được đâu, ngày hôm nay rất là vui. Tiểu Yến Tử tỉ tỉ đuổi theo bắt tên trộm, vậy bị rớt trên đường. Tụi mình phải đuổi theo để lượm. Mấy chiêu ảo thuật đều bị lộ hết. Mọi người còn bị giày rớt lung tung trên mặt nữa. Đúng vậy, vui thiệt đó. Bộ các con không thấy có khách tới nhà sao hả? Sao không chào hỏi gì hết? Mau chào khách đi. Chào tỉ tỉ. Vâng. Có khách quý tới thăm hả? Dạ không dám, không dám. Không phải là khách quý đâu. Nhà đầu bảo, mau vô rót trà đi. Mau lên, mau lên. Dạ. Xin hỏi nên xưng hô thế nào đi? À, tôi họ Hạ. Hạ là mùa hạ. Tên là Tử Di, là tên của một loài hoa. Trời, tên hay quá. Tên của cô ấy là một đồi hoa, mà người cũng đẹp như một đóa hoa, dễ thương vô cùng. À, không dám, không dám đâu. Cái gì mà không dám, không dám? Sự thật đúng là như vậy mà. Cùng chúng tôi vô trong uống nước đi. Đi chơi đi. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi vô chơi, trong đi, nhà đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Vô đi, vô đi. Đây, đây chính là chỗ ở của chúng tôi. Sao vậy? Chưa từng thấy căn phòng nào tệ như vậy sao? Tôi làm sao so với đại tiểu thư giàu có như các cô được chứ? Trong đại tập viện này của chúng tôi, những người thiếu ăn thiếu mặc còn nhiều lắm. Có được căn phòng để ở coi như đã khá rồi. Ngồi. Nè, uống nước đi. Tôi thấy mọi người ở đây giống như người trong một nhà. Tuy cuộc sống có khổ một chút, nhưng ai ai cũng vui vẻ hết. Không như tôi. Tuy rằng tôi không phải chịu đói, chịu lạnh, nhưng mẹ tôi đã qua đời. Bất đắc dĩ tôi phải rời xứ xa quê, từ ngàn dặm xa xôi tới Bắc Kinh tìm cha. Không tìm được cha, còn gặp nhiều trắc trở, bị ăn hiếp. Gần như là đi vào đường cùng rồi. Tôi cũng có nhiều điều chua xót lắm. Cô nói cái gì?
không phải cô dẫn theo nha đầu ra ngoài dạo chơi, chơi chán rồi lại về nhà làm một đại tiểu thư. Tôi không còn nhà cửa, tôi còn biết về đâu. Tiểu thư của chúng tôi tới Bắc Kinh để tìm người thân, lúc rời xa vùng quê Tế Nam là đã có ý định quyết tìm cho tới cùng, phải bán hết nhà cửa mới có lộ phí tới Bắc Kinh. Nhưng mà ai ngờ lần này đi đã mất hết nửa năm, số lộ phí đã dùng gần hết. Nếu như vẫn không tìm được cha của mình thì thật là chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Cái gì? Hai người đã đi nửa năm trời mới tới Bắc Kinh sao? Cũng do sức khỏe tôi yếu đuối, trên đường đi ngã bệnh hai lần cho nên bị lỡ một khoảng thời gian. Quá ra cô cũng không có mẹ, lại không tìm được cha mình. Vậy hoàn cảnh của cô cũng giống như tôi. Tôi đây từ nhỏ đã không hề biết được cha mẹ mình như thế nào, và đã phải lang bạt khắp nơi. Thành Bắc Kinh vô cùng rộng lớn, muốn tìm một người không phải là dễ đâu. Cha của cô ở đâu? Cô đã có dự tính gì chưa? Đương nhiên là có chút manh mối. Có điều thời gian ly tán đã quá lâu rồi, nên muốn tìm phải tốn chút công sức, chứ không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như hai người có cần chúng tôi giúp đỡ, nhất định tôi sẽ giúp hết mình. Vậy mà khỏi thăm dò là tin tức, thực ra tôi đây cũng rành một chút. Còn cả Liễu Thanh và Liễu Hồng đều là những người rất nhiệt tình. Cô mới nói hai người đã sắp hết tiền rồi, vậy tại sao còn quyên tặng cho chúng tôi nhiều bạc vậy? Tiểu thư nhà tôi là như vậy đó, tôi có cản cũng không cản được. Hai ngày trước tiểu thư mới bán đi món nữ trang cuối cùng mà phu nhân để lại cho tiểu thư. Mỗi ngày quán trọ đều thu tiền trọ, cũng không biết còn ở được mấy ngày. Vậy hai người hãy dọn tới đây ở chung với chúng tôi đi. Dọn tới đây hả? Ừ. Hay còn nói gì nữa, Quynh vẽ rất là giống đó. Hay quá. Hay lắm.